Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tinh Hoa Hội Tụ 2024. Tinh Hoa Hội Tụ là chương trình bàn giao, chia sẻ kỹ thuật, uống nhuộm nhằm nâng cao chuyên môn về ngành tóc. Đơn vị tổ chức: công ty HD Group. Đơn vị kết hợp thực hiện: nhà phân phối Ngọc Duy. Thực hiện các quy trình uống nhuộm là đội ngũ kỹ thuật hàng đầu của công ty. Tôi xin được trân trọng cảm ơn quý anh chị em Salon Kiên Giang và các tỉnh bạn đã bớt chút thời gian đến đây để giao lưu chia sẻ kỹ thuật của buổi ngày hôm nay. Và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị ekip của chương trình. Đầu tiên xin được giới thiệu bộ phận kỹ thuật của công ty. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu chuyên gia kỹ thuật hàng đầu của công ty, ông Phạm. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia kỹ thuật Hùng A Khe. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Kim Cương Đồng Nai, chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Trung, chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Kiệm. Với đại diện nhà phân phối Ngọc Duy, chúng tôi xin được trân trọng mời anh Ngọc Duy, đại diện nhà phân phối Ngọc Duy. Đại diện công ty HD Group xin được giới thiệu CEO Tạ Văn Dương. Chúng tôi xin mời tất cả các vị nghiêng mình chào đón toàn thể các tiền bối, toàn thể các vị khách mời cùng toàn thể quý salon Kiên Giang. Ngoài sự hiện diện tuyệt vời của tất cả quý vị, chúng tôi còn đón nhận được sự hiện diện tuyệt vời của các vị tiền bối ở khu vực Kiên Giang cũng như các vị khách mời vô cùng quý giá có mặt trong chương trình này. Trong buổi bàn giao kỹ thuật về uống nhuộm ngày hôm nay cho nhãn hàng Fibo và Develop, đại diện công ty HD Group, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu CEO Văn Đường sẽ có đôi lời phát biểu, có đôi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và các bạn. Xin mời. Dạ vâng, lời đầu tiên Trương Đường gửi đến lời chào đến toàn thể quý anh quý chị có mặt tại Kiên Giang. Khán phòng hôm nay em đứng rất là vinh dự được có mặt tại nơi đây. Đặc biệt là có sự kết hợp cùng với nhà phân phối Ngọc Duy. Cũng chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị. Đã tới dự hôm nay một buổi giao lưu, học hỏi và tinh hoa hội tụ để có những gì kiến thức về uốn, về nhuộm để được tốt hơn, có những gì được. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị ơi, có thể dành một tràng pháo tay cho CEO Văn Đương được không ạ? Đó là lời phát biểu của đại diện công ty HD Group và bây giờ sẽ là đại diện nhà phân phối Ngọc Duy. Ngọc Duy sẽ có đôi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em salon, những vị khách mời đã có mặt trong ngày hôm nay. Xin mời Ngọc Duy đại diện cho nhà phân phối, đại lý Ngọc Duy. Dạ, con xin chào. Con xin cảm ơn các tiền bối ngành, rồi câu lạc bộ tóc Kiên Giang, rồi quý khách mời câu lạc bộ tóc miền Tây, câu lạc bộ tóc ba thế hệ. Đặc biệt cảm ơn anh Đương, công ty HD Group, nhãn hàng Develop và Fibo cùng tất cả các anh em kỹ thuật và toàn bộ ekip. Không biết nói gì hơn, Ngọc Duy chỉ biết là cảm ơn cả nhà, cảm ơn tất cả các nhà tạo mẫu tóc ở đây. Thưa quý vị, đứng trước một niềm vui và hân hạnh cũng như là vinh dự như thế thì đại diện nhà phân phối đã có đôi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và đặc biệt là cảm ơn các vị tiền bối. Và xin mời phần trao bằng chứng nhận nhà phân phối độc quyền dành cho Ngọc Duy. Nhà phân phối Ngọc Duy. Và xin quý vị dành một tràng pháo tay với phần trao bằng chứng nhận độc quyền trên dòng sản phẩm Develop và Fibo. Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đã bớt chút thời gian đến dự buổi bàn giao kỹ thuật ngày hôm nay về uống và nhuộm. Thưa quý vị, trong chương trình còn rất nhiều điều chúng ta sẽ khai thác trong suốt chương trình này.
và thời gian vẫn còn nhiều để chúng ta tiếp tục khai thác, để chúng ta tiếp tục theo dõi. Và chúng tôi mong rằng được sự tương tác nhiệt tình của tất cả quý vị để góp phần làm thành công cho chương trình. Và chuyên gia kỹ thuật hàng đầu Nguyễn Trung sẽ là người đảm nhận mẫu tóc uống này. Chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Trung đang sử dụng dòng sản phẩm uống duỗi đa năng Develop đang thực hiện cho cái tóc này. Chút xíu nữa chúng ta sẽ khai thác về dòng sản phẩm, công dụng, công thức và quy trình làm. Chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Kiệm sẽ là người chia sẻ ngay bây giờ về mẫu tóc này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nguyễn Kiệm xin chào tất cả anh chị em mình ạ. Thì hồi nãy giờ anh chị em mình cũng đang là rất là tò mò cái mẫu tóc này, không biết là làm gì đúng không ạ? Thì Kiệm cũng xin chia sẻ thì Kiệm với ông Phạm dự kiến sẽ làm mái tóc này lên cái màu bạch kim ạ. Thì Kiệm sẽ nói lại quy trình từ đầu tới đuôi. Thì cái tóc này là cái tóc khỏe nha mọi người. Thì trước tiên là Kiệm có bô Vaseline chống lát, chống rác ở trong chân. Thì cái giai đoạn đó là mọi người chưa có lên nên Kiệm tiết kiệm thời gian, Kiệm làm trước tại vì cái mẫu tóc này làm rất là mất thời gian ạ. Kiệm bôi Vaseline xong rồi á thì Kiệm sẽ pha bột tẩy oxy 6 tại trong chân với tỷ lệ 1:1. Và cái phần bên ngoài thì Kiệm pha bột tẩy oxy 7.5 với thêm khoảng 5% dầu gội để cho mình bôi cho nó dễ, khi dầu gội vô cái bột tẩy của mình á nó sẽ dễ thao tác hơn. Và Kiệm tẩy bên ngoài thì dự kiến là mình sẽ để khoảng tầm hơn 1 tiếng và lúc đó Kiệm sẽ kéo thuốc và đắp thuốc lần 2. Và nếu mà lần 2 nó đạt level rồi thì Kiệm sẽ tiến hành đi gội tím và khử màu ra trắng. Thì cái giai đoạn mà khử màu gội tím thì Kiệm sẽ chia sẻ sau ạ. Bây giờ xin mời chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Kiệm có đôi lời về cái tóc nhuộm phủ bạc. Hôm nay Kiệm sẽ chia sẻ với anh chị em mình một phương pháp nhuộm phủ bạc. Và trước khi nhuộm phủ bạc thì mời anh chị em mình có thể lên trải nghiệm cái mái tóc coi thử cái độ bạc nó như thế nào và sau khi phủ thì nó phủ được bao nhiêu phần trăm. Và ở đây Kiệm sẽ chia sẻ phủ chỉ bằng một tiếp màu duy nhất là 55-37. Và chị muốn cái màu hơi sáng nên là Kiệm sẽ đi oxy 12 để mọi người cảm nhận là khi phủ oxy 12 thì tóc nó có khô nhiều không, nó có ăn bạc nhiều hay không. Và đây 55-37 của Feo ạ. Anh chị em mình có thể lên trải nghiệm coi cái tóc bạc nó như thế nào đi ạ. Và hôm nay Kiệm sẽ chia sẻ hai cách phủ bạc và còn một đầu phủ bạc nữa ạ. Phủ bạc Kiệm, cách làm của Kiệm nó rất là đơn giản, chỉ một tiếp duy nhất 55-37 và Kiệm đi chân trước và sau khi chân khoảng 10 phút Kiệm sẽ đi ra ngoài bên ngoài luôn. Vậy là xong ạ. À 55-37 là màu nâu ánh vàng. Sáng đi anh chị em mình có thể là coi luôn cái mái tóc bạc này luôn ạ. Và mái tóc bạc này Kiệm sẽ đi công thức khác ạ. Chị đã xem cái tóc phủ bạc này và chị thấy là cái này nó bạc nhiều hay bạc ít hay là khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ cái này là bạc nhiều. Cái này hiện tại là đang bạc nhiều nha. Tóc mình đó. Tóc mình. Cái này bạc hú tiêu, bạc ít 50%. Rồi cảm ơn chị. Cái mái tóc này thì bạc nhiều hơn nữa, nó rơi vào khoảng 50-60% rồi phía trước ạ. Và cái tóc này hiện tại là đang móc lai uống và đã nhuộm phủ bạc rồi, tóc nó rất là nhiều đoạn màu và đầy bị ám màu tự nhiên rồi. Thực sự nếu mà về một cái màu á, sự rất là khó Và Kiệm chỉ chia sẻ một cách làm nó tương đối đơn giản. Và ở đây Kiệm nói công thức luôn. Thì ở đây á, Kiệm sẽ sử dụng 40 và 3 số 0 thôi Kiệm sử dụng 40 và 3 số 0 thôi Tỷ lệ 40 và 3 số 0 là 40 là chiếm 40% và 3 số 0 là chiếm 60%. Và chị khách này thì muốn làm cái màu sáng một xíu thì cũng đi oxy 12 luôn
Mọi người để ý là cái tóc này hiện tại là có nhuộm đen đó cả nhà. Cho nên ngày hôm qua là Hùng đã bóc cái màu đen này ra. Cho nên mọi người đang thấy hiện tại cái đoạn tóc này dài khoảng cỡ 100%, nhưng mà 20% là tóc ở trong, là mọi người sẽ thấy nó là tóc nguyên thủy đó. Còn 80% cái ngọn là đã bóc ra đen rồi, cho nên mọi người đang còn thấy cái ám cam cũng rất là nhiều. Cho nên Hùng hiện tại Hùng đang muốn cái màu này trở về cái màu trà sữa. Cho nên hiện tại Hùng sẽ lấy mã 10, 16 là nó có màu pastel hồng. Cho nên Hùng sẽ pha thêm một 50% màu hiện tại là 611. Hùng sẽ đi cái phần ngọn trước, còn cái phần ở trong này sẽ sáng. Hùng sẽ, và cái chén thuốc của mình nó sẽ loãng bớt, cho nên Hùng sẽ làm cho cái phần tóc này ở trong này nó sẽ, và cái ngọn này Hùng có thêm màu không không để cho cái ngọn tóc của mình nó trong hơn một tí. Và cái phần trong này một chập mình sẽ mix thêm để cho cái hạt màu của nó trở nên đậm hơn một tí. Mọi người có hiểu không ạ? Bây giờ Hùng sẽ thực hiện cái màu tóc này, mọi người để ý xem kết quả nha. Màu trà sữa cả nhà. Chúng ta cùng đến với cái mẫu tóc này, là cái mẫu tóc uốn mềm hóa kép trên dòng sản phẩm Develop. Thì đứng cạnh tôi đây là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Trung. Trung có thể chia sẻ một ít về cái dòng sản phẩm uốn nhuộm đa năng của Develop, và trên cái mẫu tóc này là Trung có thể nói sơ về cái công dụng của nó. Khi mình sử dụng công nghệ uốn mềm hóa kép này á, thì mình sẽ điều chỉnh được cái thời gian của mình mong muốn làm cho khách hàng nhanh hơn. Ưu điểm của cái này là rất là xoăn, cho nên khi chúng ta sử dụng kỹ thuật uốn này thì chúng ta đi mong muốn của cái độ xoăn nó như thế nào thì chúng ta nên đi cái xương như thế đó, tại vì nó sẽ hình thành giống như cây xương của chúng ta vậy. Cái độ xoăn nó sẽ rất là cao, gần như là sẽ không hư tổn tóc của khách hàng. Thưa quý vị, gần như là sẽ không hư tổn tóc, không gây hư tổn tóc cho khách hàng của mình. Cấu trúc sợi tóc của khách hàng như thế nào thì mình sẽ giữ nguyên cái cấu trúc sợi tóc như thế đó, thậm chí chắc khỏe hơn. Thì đó là những cái ưu điểm vượt trội của dòng uốn duỗi đa năng Develop mà chúng ta đang thấy là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Trung đang áp dụng cái dòng uốn duỗi đa năng Develop cho cái tóc này. Chúng sẽ chia sẻ thêm về cái tóc này. Với cái sản phẩm Develop này á, mình nó có hai dòng uốn kiềm và uốn acid. Mình sẽ sử dụng hai thứ mình trộn lại với nhau để làm sao để mình điều chỉnh cái nồng độ pH nó nằm ở mức 7. Thứ nhất là khi chúng ta mà sử dụng ở cái nồng độ pH cao hơn một chút thì cái vỏ tóc của khách hàng sẽ bị mềm đi, có dẫn tình trạng là thôi, cảm giác mà các bạn căn mềm hóa mà co giãn là nó sẽ có tình trạng là mềm, và có tình trạng là nếu mà chúng ta để quá thuốc nó sẽ bị nhũn. Còn nếu mà chúng ta sử dụng 100% acid không á thì nó sẽ gọi là cứng hóa, có nghĩa là làm cho cọng tóc của mình trở nên cứng hơn, thì nó thiếu đi cái độ bồng bềnh và bóng bẩy. Cho nên mình trộn hai thứ lại với cái một cái tỷ lệ, thì lát nữa mình sẽ có công thức sẵn ở trên cho các bạn để làm sao để cho cọng tóc của mình nó không bị mềm mà cũng không bị cứng, và giữ nguyên cấu trúc, đồng thời bù nước và bù dưỡng cho tóc. Và cái cách căn mềm hóa khi mà nó không có cái độ co giãn thì chúng ta sử dụng 4 cây xương, mình cuốn trên 4 vùng. Ví dụ khi chúng ta cuốn cây xương 13, nếu mà chúng ta đẹp 80% thì từ cái xương 13 này mình gỡ ra, sau đó mình lấy tay này, mình vuốt
mình rũ lại, nếu mà nó trở lên thành cây xương 10 năm là chúng ta đẹp 80-90%. Còn nếu mà nó thành cây xương 19 thì mới đẹp khoảng 65-70% thôi. Cho nên cứ 10 phút chúng ta thử một xương và chúng ta có 4 xương, tổng cộng của chúng ta là 40 phút. Và cái cắt canh này ấy, hầu như các bạn nhìn một lần là các bạn sẽ làm được. Và các bạn có thể về nhà các bạn test nhiều trên chùm tóc. Sẽ không bao giờ rất làm nhàn khi các bạn làm sao? Không sợ tóc của khách hàng hư, không sợ tóc của khách hàng nhũn. Đó. Lúc nào cọng tóc cũng cứng như thế này. Nhưng độ xoăn phải đẹp. Thì thưa với tất cả quý vị là vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi tiệc gala. Chúng ta sẽ có một cái buổi tiệc giao lưu, một cái buổi tiệc mời tất cả anh chị em và bàn tròn để dự với lại ban tổ chức của chúng tôi. Một buổi tiệc gọi là buổi tiệc gala, hứa hẹn sẽ có nhiều niềm vui. Bởi chúng ta có nhiều món ngon, chúng ta có những ly bia, những ly rượu để giao lưu với nhau, để cùng tạo nên một cái buổi gala thật là ấm áp và thật là vui nhộn, giao lưu cùng anh chị em salon cùng ngành nghề với nhau. Và đương nhiên trong chương trình gala, tiệc gala sẽ có chương trình bốc thăm trúng thưởng. Đây là cái mẫu tóc mới được ra mắt quý vị luôn. Thì Nguyễn Trung ơi, mẫu tóc này đang chuẩn bị làm gì, Trung chia sẻ cho mọi người cùng biết. Mẫu tóc này Trung sẽ thực hiện là uốn dạng hippie nhưng mà uốn không sử dụng nhiệt và mềm hóa nhanh. Khi mình mềm hóa nhanh thì mình sẽ sử dụng, bây giờ mình sẽ sử dụng trên sản phẩm Febo số 1 khỏe. Mình sẽ dô trước tầm khoảng 10 năm phút là mình sẽ cho đi gội. Sau đó ra mình sử dụng thuốc uốn acid, mình cuốn và sử dụng uốn xương lại. Và tiếp tục Kiệm xin chia sẻ một mẫu nhuộm nữa là nhuộm màu 6-45, màu nâu đỏ nha mọi người. Thì ở đây Kiệm phân tích cái tóc luôn ạ. Hiện tại tóc này có hai đoạn, một đoạn level 3 tóc tự nhiên, một đoạn level 6. Thì ở cái tóc này Kiệm sử dụng cái mã, người ta chọn mã là 6-45 nhưng mà Kiệm sử dụng cái mã 7-45 nha mọi người. Kiệm đi oxy chính phần tóc đen và ở ngoài 7-45 Kiệm cộng thêm 20% 4.0 và 20% nước vô chén thuốc đó luôn ạ. Đi một lần. Và trong chân cũng mã 45 này ạ. 7-45 này nhưng mà Kiệm là đi oxy 6 trong chân ạ. Mọi người nóng mà. We'll be right back.
có thể nên xem trước khi đi xẻ là tóc này uốn cứng hóa xong, gỡ trục ra mình chải ra với trục xương A2, độ quăn như thế này mọi người cho ý kiến. Rồi mời anh em trên hội trường thoải mái lại đây cùng trải nghiệm cái tóc này đã uốn cứng hóa xong, chúng ta đi trục 22 và cái độ quăn và nó như ra sao và như thế nào, cứ mạnh dạn ra đây, mạnh dạn ra đây. Đó, mọi người lên mọi người cảm nhận đi ạ. Phương pháp này làm ở nhà làm tầm, nếu mà chúng ta ở nhà chúng ta làm tầm khoảng 2 tiếng rưỡi là xong. Cái mùi nó chị thấy sao? Em thấy mùi nó hương nó dễ chịu, nó cũng thơm. Đúng rồi, cái mùi hương của dòng sản phẩm mà uống dũi bên Develop là nó ra như vậy. Mùi nó sao nè? Thơm nhẹ đúng không? Dạ thơm nhẹ. Khỏi xả cũng chắc cũng được. Đó là sự cảm nhận của salon địa phương. Thưa quý vị, chúng tôi không nói về sản phẩm, để sự cảm nhận, để sự cảm nhận từ phía anh chị em salon. Rồi anh chị em cứ lên đây ra trải nghiệm thoải mái đi. Mọi người ơi, cái mái tóc màu nâu đỏ thì đã nhuộm xong rồi. Anh chị em mình có thể lên là trải nghiệm. Kiệm cũng xin chia sẻ lại một lượt là cách nhuộm của Kiệm nha. Thì mọi người hồi nãy có để ý không? Kiệm nhuộm một lần là hai chén thuốc hai đoạn màu luôn ạ. Chứ Kiệm không có nhuộm là từng đoạn theo cái cách nhuộm thông thường của mình. Và thời gian nhuộm mái tóc này nó rất là nhanh à. Tầm là 30 phút là đã hoàn tất luôn. Có nghĩa là mình bôi hai đoạn, hai chén thuốc mình bôi hai đoạn, một đoạn tóc đen, một đoạn tóc màu. Mình bôi vừa xong mình vô chân và chân vừa lên màu là đi xả luôn đấy ạ. Và đối với cái màu mà không phải nhuộm phụ bạc thì mình nhuộm sao mà mình thấy đạt đều, ok là mình đi xả. Chứ mình để lâu là có thể là cái phần ở trên nó sẽ sáng hơn và có thể là cái phần dưới nó sẽ sậm hơn. Và có ai có đặt câu hỏi gì đó Kiệm không ạ? Màu này có đẹp không ạ? Anh chị em mình có thể lên là trải nghiệm coi thử là cái màu này có bị lỗi gì hay như thế nào không ạ? Và với lại là mình coi thử là cái thuốc, cái mã màu của Febo á, mã màu đỏ đó thì nó có đẹp không ạ? Với lại là khi mình nhuộm lên tóc thì tóc mình nó có mướt hay là có sơ như thế nào không ạ? Quý vị, đây là mẫu tóc nhuộm màu nâu đỏ của màu nhuộm Febo. Thì quý vị thấy cái màu này đẹp không ạ? Nói về độ bền thì anh chị em mình làm nghề lâu rồi á, nhìn vào cái độ sâu màu thì mình đã biết được là nó bền hay không bền rồi đúng không ạ? Đây rất là sâu màu, mình đưa sáng à, rất là sâu màu đúng không ạ? Và chắc chắn một điều là nó rất là bền rồi. Bây giờ cho tôi hỏi cái câu hỏi ngẫu nhiên đối với một người salon. Anh ơi, anh cảm nhận về cái tóc này và cái màu này như thế nào? Mình trả lời thực tế cho mọi người cùng biết ạ. Tóc này nhậm mềm mượt đẹp anh ơi, bóng luôn. Vừa mềm mượt, vừa bóng và màu, cái mùi cũng hương, cái hương cũng thơm đúng không ạ? Đúng rồi, thơm. Thơm, mềm mại và đặc biệt là bóng. Mượt mà. Mềm mại ha, mượt mà ha, bóng ha. Bóng, mượt mà. Ai bóng? Em bóng. Cái nào cũng bóng. Quá trời bóng. À không, ý là tôi nói cái tóc này quá trời bóng. Chứ tôi không nói là
cái tóc này quá trời bóng. Rồi, em thấy sao nè, em cảm nhận giùm anh. Em thấy đẹp và đều màu. Đẹp và đều màu. Nhưng cái phần bền màu thì hồi nãy thì Nguyễn Kiệm cũng có nói với chúng ta về cái phần bền màu ở một cái thời gian nhất định. Rồi. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn. Ở nhà anh chị em mình á, có hay nhuộm phụ bạc từ tóc đen lên level cao như vậy không à? Cao như vậy mà ăn bạc được tương đối cả. Cái tỷ lệ ăn bạc khá cao. Có ai đã từng nhuộm không ạ? Thì ở đây Kiệm nhuộm phụ bạc từ tóc đen lên level cao. Mình nói ăn bạc được 100% thì không tới 100% nhưng mà cũng được 80-90% à. Vậy thì được ok chứ ạ? Anh chị em mình thấy ok không ạ? Cái này ok rồi, cái này đẹp. Chị thấy sao? Dạ, thấy đẹp, ok. Anh thấy sao? Ok, ok. Phụ bạc từ tóc đen lên level cao như vậy rất là khó đúng không ạ? Mà để ăn bạc nó càng khó hơn. Ở đây thì Kiệm xin chia sẻ lại cái công thức mà nhuộm phụ bạc để lên được level cao như vậy. Thì là 60% 3 số 0 và 40% 40% 4 số 0. Nếu anh chị em mình muốn ăn bạc hoàn toàn 100% luôn nhưng mà nó sẽ tụt tông lại xíu nha, thì có thể là xuống 6 hoặc 6.5 thì mình sẽ đi 40 lên 50-50, 40 với lại 3 số 0 tỷ lệ 1-1. Oxy tùy mình muốn nha. Ví dụ như mình muốn sáng như thế này thì mình đi oxy 12 một lần duy nhất, một lần duy nhất lên như vậy 4 xe 0 và 3 số 0. Bây giờ Trung sẽ tháo trục cái tóc uốn mềm hóa bình thường nha. Mọi người có thể nên trải nghiệm cái độ mềm của cái tóc uốn mềm hóa bình thường. Chắc chắn cái tóc uốn mềm hóa bình thường nó sẽ làm sao? Mềm mại, bóng bẩy hơn cái tóc uốn mà mình sử dụng phương pháp mềm hóa kép. Mềm hóa kép đó, mình không khuyến khích các bạn uốn, nhưng mà mình làm để cho các bạn trải nghiệm, trải nghiệm sản phẩm. Mềm hóa kép thì các bạn chỉ nên sử dụng những cái mẫu tóc uốn sóng nước này, uốn hippie, để thứ nhất là các bạn không phải cái căn mềm hóa nó cực. Còn chúng ta vẫn nên những uốn với duỗi thông thường thì chúng ta vẫn nên mềm hóa theo phương pháp thông thường, cộng với lại bằng cách mình căn bằng cái cây trục thì nó sẽ chuẩn hơn. Thank you.
Quý vị ơi, tất cả đã sẵn sàng chưa nào? Thay mặt công ty và thay mặt nhà phân phối, xin nghiêng mình cảm ơn tất cả quý vị và đồng thời mời quý vị hãy cùng với chúng tôi dự một buổi tiệc thân mật với nhãn hàng Develop và Fibo của nhà phân phối Ngọc Duy kết hợp cùng với công ty HD Group. Và bây giờ, mời tất cả các ly trên bàn cùng rót đều lên. Mời tất cả các vị tiền bối của Kiên Giang, mời tất cả các chủ nhiệm các câu lạc bộ, các nhà tài mẫu xuất sắc hàng đầu cùng toàn thể anh chị em salon Kiên Giang nâng ly lên. Xin mời. Hô lên nha. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Uống nào rồi nha. Hết rồi. Lại trước khi mình giao lưu bài hát thì mình muốn hôm nay về đây thực sự là mình rất là ngưỡng mộ những cái chuyên gia mà làm tóc. Anh ông Phạm ơi, anh lên đây cho em nhờ anh xíu. Anh Hùng ơi, anh lên đây em nhờ chút xíu. Còn lên đây em nhờ mấy anh chuyên gia, lên em nhờ mấy anh chút xíu. Nhanh lên anh đẹp trai. Chào. Em là ngưỡng mộ mấy anh từ thành phố Hồ Chí Minh về đây để mà giao lưu. Bây giờ Vinh Canh Năm đứng ở đây cùng với lại ba chuyên gia thì cũng rất là muốn chúc sức khỏe cho toàn thể anh chị em ở đây. Một niềm vui trọn vẹn và cảm ơn ba nhà tạo mẫu tóc và ba chuyên gia hôm nay đã nhiệt tình chia sẻ cho toàn bộ chúng ta những kỹ thuật. Mọi người có thể để cái đôi đũa xuống và cho một tràng pháo tay thật sự là sảng khoái cho ba chuyên gia luôn ạ. Cho xin vài lời của anh Hùng trước. Hôm nay Hùng rất là vui khi đến tỉnh Kiên Giang. Hồi giờ Hùng đi làm show tất cả các vùng miền, nhưng mà cái mà Hùng đi xa nhất là ở Đồng Tháp. Đồng Tháp là cứ về lại, nhưng mà anh chị em hồi xưa bạn bè đồ làm ở dưới đây rất là nhiều, chứ mày đi xuống sâu nữa là mới gặp tao. Nhưng mà hôm nay đúng là thật sự chưa sâu lắm, nhưng mà tới đây gặp mọi người ở Kiên Giang có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực, cũng là Hùng rất là vui và vinh hạnh ạ. Xin cảm ơn cả nhà, chúc cho các anh em ở các vĩnh Kiên Giang được nhiều sức khỏe, cũng giống như là có sức khỏe mới lấy hàng của bên công ty nhiều ạ. Đây cũng là lần thứ hai Trung về đất Kiên Giang này. Cũng rất vui gặp lại các anh chị em cũ và hôm nay được gặp các anh chị em mới. Chúc toàn thể các anh chị em Kiên Giang thật nhiều sức khỏe và thật nhiều điều bổ ích. Nếu mà trong chương trình có điều gì anh em kỹ thuật mình làm chưa tốt, xin anh em vui lòng châm chế cho. Cảm ơn anh em mọi người rất nhiều. Vô nhóm mình luôn. Đấy. Không mà anh không, là phải nói. Không nói, tôi thích không nói. Đây để tôi giới thiệu là nói thiệt với mọi người luôn. Đây là một nhân vật mà khôn nhất cái Việt Nam này. Anh em gặp nhau thôi, nhưng mà mỗi khi gặp nhau là phải gì nè? Dạ, xin chào ông Phạm. Ông Phạm nha, Facebook nickname là ông Phạm và tên cũng là ông Phạm. Nên mình gặp là mình kêu ông Phạm. Ông nói đi chứ. Xin cảm ơn mọi người đã đến đây vì Di và công ty TMCH. Nhưng mà mấy anh em đến đây là, mình đến đây là lần này chắc Kiên Giang này quá nhiều rồi. Như người nhà rồi. Cũng không biết nói gì. Tại vì chả biết nói gì đúng không?
Không, nhưng mà cái về đây chỉ biết là hết mình với anh em thôi. Từ xưa giờ thì ít nói. Ừ. Nhưng mà nhậu vô nói hơi nhiều tí. Nhưng mà dưỡng sức ra đi biết để nhậu chứ. Về nhiều mình tới nỗi mà Kiên Giang cắt salon tóc, tới nỗi mà không tiếp luôn cả nhà. À, nhậu quá. À, xin cảm ơn mấy anh chị salon ở Kiên Giang ạ. Ok. Ok, cảm ơn. Bây giờ tới ba anh đi xuống ăn đi rồi tới em quậy sân khấu xíu. À, xin phép mọi người cho Vinh K5 gửi đôi lời. Thứ nhất á, là Vinh K5 cũng là người con của miền Tây, thuộc địa phận của Long Xuyên. Hôm nay về đây là rất là mến mọi người luôn, và thấy được cái năng nổ bữa nay, cũng như là cái mà ham học hỏi và cái mà cầu tiến, cũng như là chọn lựa cái dòng sản phẩm mới để chuẩn bị bước vô mùa dịch vụ làm cho khách đó. Vinh K5 muốn xin một cái ý kiến như thế này. Mình có một cái kỹ thuật, mình có một cái kỹ thuật về cái phần cắt tóc để dành cho cái tóc uống á. Cái kỹ thuật của mình nó rất là đơn giản và nó cũng rất là nhanh và hiệu quả rất là cao. Thì hôm nay về đây vui thì cũng muốn đứng ở đây để chia sẻ cái bài cắt đó. Không biết là anh chị em mình có muốn giao lưu và muốn Vinh K5 chia sẻ hay không ạ? Ok, vậy là mọi người nhất trí ha. Rồi bây giờ cảm ơn người đẹp. Người đẹp cho hỏi anh nickname của người đẹp tên là gì ạ? À? Em á hả? Em có một cái nickname mà anh em cho gọi là bộ hay gọi là V-Good. À, Root. Root. Không phải là Good đâu nha, mà là V-Root. Ok, bây giờ mình sẽ cắt tóc cho bạn là mình cắt không có lấy cái độ ngắn đi. Mình vẫn để cái đồ dài thôi, không có lấy đồ ngắn đi. Nhưng mà mình sẽ cắt cho bạn cái bài cắt để mà về nhà bạn có thể dùng theo cái kiểu mà không cần uống, mà buộc lên thôi nó cũng ra được cái kiểu layer. Nhưng mà nếu mà uống lên á, uống lơi rất đẹp luôn. Cái dáng tóc này ok, phù hợp. Có một cái thì nó hơi mỏng. Bây giờ em xin mượn thêm một cái kéo với một cái lược. Cha mượn đi mà đồ quỷ à. Hú hồn, bữa nay ở đây cha đẹp không má ơi, miền Tây. Tại mình thấy đẹp không đó trời. Trời, mấy bạn gái nhìn tôi qua tôi ngại má ơi, tôi thấy con trai đẹp tôi phái nãy giờ. Má ơi, không có kéo má. À có rồi hả? Hú hồn luôn á. Nói chứ mọi người, các anh em ở salon ở Kiên Giang thông cảm nha, tại vì đây là hứng của thằng bạn thôi, cho nên từ cái chỗ kéo cũng không phải là kéo của Hùng, cũng không có phải lượt, cho nên từ cái chỗ đó lỡ có chuyện gì sơ xuất mọi người thông cảm nha, tại vì không phải là cái gì mà mình dùng nó thông quen á, cho nên từ cái chỗ nó dễ dàng hơn, cho nên mọi người cho một tràng vỗ tay có được không ạ? Dạ. Có gì sơ xuất, có rớt kéo rớt lượt thì mọi người thông cảm nha. Ok, cắt trước cái đồ quỷ à. Kìa cái khăn kìa, nó nè. À, bây giờ mình hãy tập trung để xem Hùng Paris cắt một bài. Hãy tập trung. Xong rồi K5 sẽ đưa vô cái phần phân tích. Tại vì cắt cái tóc này mình muốn giao lưu, mình sẽ phân tích. Ok, mọi người cho Hùng một tràng pháo tay nha. Thank you cả nhà. Yeah. Hey. Hey. Ủa, ông phải cắt chung chứ, từ khi sao ông ngồi đó? Không, tôi chắc cắt một lần. 10 tháng 4 tháng 6.
có thiện mà. Rồi đồ quỷ, hết hứng chưa? Má ơi có trai đẹp nào cho cái khăn ướt không má? À, bây giờ Hùng sẽ với một người mẫu như thế này, mọi người khi thấy cắt thì gọi là bình thường ha. Nhưng mà Hùng sẽ làm sao mà một người mẫu bình thường như thế này thành một hoa hậu trong vòng 10 nốt nhạc. Mọi người đúng rồi. Mọi người coi Hùng sẽ tập kiểu người mẫu này thành một hoa hậu nha. Trong vòng 15 phút. Ok, mọi người cho Hùng một tràng vỗ tay ạ. Có điều gì sơ sức mọi người bỏ qua ạ. Đừng mở nhạc nghe, bây giờ em đứng lên. Đứng tại chỗ. Rồi em quay một vòng về ngoài sau, đúng rồi. Ở ngoài sau mọi người thấy được cái dài cái tóc của mình ở hiện tại chưa ạ? Mọi người có nhìn thấy cái tóc hiện tại không? Hiện tại bây giờ nó không có sự liên kết nha. Nó không có sự liên kết và cái tóc này không có liên kết. Một lát nữa liên kết nằm ở đâu mình sẽ chỉ cho mọi người liên kết là nằm ở đâu. Rồi ok, xem bên đây. Ok mọi người thấy hiện trạng ha. Thứ nhất là tóc ở đây mình không có cắt ngắn, tóc thì càng phải để đầu già, và cái tóc này nó không có liên kết cộng dài cộng ngắn. Mình sẽ áp dụng lại liên kết, sẽ lên một bài uống rất là đẹp. Rồi ok, ngồi xuống. Thì sau khi mình cắt cái này, mình cắt theo hình khối, mình sẽ áp dụng là mình lấy cái bán kính hình tròn, có nghĩa là một lớp dòng ở trên đầu, trên đỉnh đầu, để mình cắt trước, mình làm cái điểm chuẩn. Ok, cầm giùm anh. Những nhà tạo mẫu hàng đầu đang biểu diễn để quý vị và bạn cùng giao lưu, đó là điều không thể thiếu trong những cái buổi giao lưu như thế này. Nhưng mà thời gian của chúng ta thực sự là không còn nhiều,
mà những công việc trước mắt cần quá nhiều thời gian, mà thời gian còn lại là không nhiều, cho nên chúng ta rút ngắn lại thời gian. Vì rất nhiều giải nhưng cho đến giai đoạn này chưa được triển khai giải nào hết. Như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ tận dụng luôn trong thời gian này, tận dụng thời gian này luôn, lên sân khấu để nhận mỗi người một phần quà. Và xin mời nhà phân phối cử một người, bên công ty cử một người lên trao quà. Cả nhà ơi, cả nhà hiện tại thấy một người bình thường như thế này mà khi mà một người họ có tay nghề họ tạo kiểu thì mọi người thấy sao ạ? Có sự khác biệt không ạ? Mọi người có thấy giống như các cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ không ạ? À, đây là giống như những cô hoa hậu Hoàn Vũ. Đã cho nên thế cho nên mọi người, Hùng khuyên khích mọi người làm sao đó mình có một cái nền tảng nhất định thì mọi người ở cái vị trí nào, ở cái vùng đất nào, ở cái vị trí xa xôi nào trong hẻm mọi người, khách hàng cũng tìm tới mình ạ. À, Hùng xin cảm ơn. Mọi người thấy sao ạ? Mọi người thấy sao ạ? À, có sự khác biệt không ạ? À, cho nên mọi người cho Hùng một tràng vỗ tay được không? À. Và bây giờ cũng là lúc em tiến hành làm luôn 10 giải khuyến khích. Thưa quý vị, giải khuyến khích có 20 giải khuyến khích. Mỗi giải là một cặp dầu gội xả 800ml. Rồi, bây giờ xin mời một người đầu tiên bốc cho 5 giải, tương ứng 5 phiếu. Ai sẽ là người đại diện? Mời em. Đưa tay lên. Xốc đều thùng phiếu lên. Đưa tay lên một lần nữa. Và xốc đều thùng phiếu lên một lần nữa. Đưa tay lên. Và bây giờ sẽ là thời gian bốc mỗi lần một phiếu. Bốc cho anh 5 lần, tương đương 5 phiếu. Khi bốc thăm không nhìn vào thùng phiếu. Phiếu đầu tiên bắt đầu. Phiếu thứ hai xin mời. Phiếu thứ ba tiếp tục. Và bây giờ là phiếu thứ tư. Tiếp tục. Cảm ơn em. Thưa quý vị, chúng ta đã có 5 phiếu. Bây giờ xin mời một người đại diện bên cánh bên đây bốc dùng 5 phiếu nữa. Cộng với 5 phiếu này tương ứng với 10 giải. Xin mời chị. Chúng ta lại xốc đều lên. Mời chị lên sân khấu và đưa tay lên. Chị đưa tay lên. Là chị xốc đều thùng phiếu giùm em ạ. Đã chưa ạ? Và chị xốc đều thùng phiếu giùm em ạ. Những người vắng mặt với về sớm nữa nha. Bóc từ cái cho bóc rồi. Trời đất ơi, làm chị một đảm như vậy đã nói rồi. Chị bỏ lại, em xốc lại một lần nữa. Rồi, mời chị bóc mỗi lần một phiếu. Bóc 5 lần 5 phiếu. Một phiếu hợp lệ. Hai phiếu hợp lệ. Ba phiếu hợp lệ. Không nhìn vào thùng phiếu chị. Bốn phiếu. Năm phiếu. Rồi, cảm ơn chị. Và thưa quý vị và các bạn thân thương, bây giờ chúng tôi xin được mời 10 người vừa may mắn lên sân khấu để nhận 10 phần quà khuyến khích. Mỗi giải là một cặp dầu gội
800ml của nhãn hàng Develop. Xin mời những người vừa may mắn. Salon Tiến Nguyễn, Salon Thúy Hòa, Salon Ngọc Thu. Tiếp theo, Salon VV. Salon đã từng trúng trước đó. Salon Thúy Hòa chúc mừng một lần nữa. Salon Ngọc Như xin chúc mừng. Lại là Salon đã từng trúng trước đó. Xin chúc mừng Salon Thúy Hòa, Salon Nghiêm, Salon Thanh Nam, Salon Hữu Phát. Và như vậy giải khuyến khích cuối cùng của đợt 1 trong 10 giải khuyến khích sẽ thuộc về Salon Tiền Nguyễn. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ làm luôn 10 giải khuyến khích, làm luôn 10 giải khuyến khích còn lại. Để mất thời gian, chúng tôi xin lại một mời một người lên bốc chung 5 giải và người còn lại mà tôi mời lên sẽ được bốc tiếp 5 giải. Chúc mừng Salon của Thanh Nam, Salon VV, Salon Thúy Hòa. Mời Thanh Nam trở lại. Salon Thúy Hòa, Salon Thanh Nam, Salon Thiện Thức, Salon Nguyễn Công. Mời Salon Thanh Nam trở lại để tiếp tục nhận thêm một giải khuyến khích. Chúc mừng Salon Thanh Nam. Và bây giờ lại một lần nữa Salon Thúy Hòa. Như vậy thì đã quá rõ ràng cho 10 giải khuyến khích kế tiếp của chương trình. Và bây giờ là thời gian mà chúng tôi mời tất cả những người vừa may mắn trở lại sân khấu để ban tổ chức trao 10 phần quà. Mỗi giải là một cặp dầu gội xả 800ml của nhãn hàng Develop. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiến hành giải từ sau một thời gian ngắn nữa. Và chúng tôi xin mời tất cả các mẫu tóc đã được thực hiện trong chương trình này di chuyển ra sân khấu. Và bây giờ Hồ Ác Kha sẽ là người điều hành các người mẫu lên sân khấu. Mẫu nào làm cái sản phẩm nào, cầm sản phẩm đó giùm anh. Lên được không? Để em hỗ trợ coi. Thank you.
Cảm ơn tất cả các người mẫu, cảm ơn tất cả các chuyên gia kỹ thuật. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chương trình Bốc Thăm May Mắn. Lần này sẽ là giải tư. Giải tư có 5 giải tư, mỗi giải là một combo sản phẩm develop. Giải tư đầu tiên của 5 giải tư sẽ thuộc về Salon A Nghiêm. Chúc mừng Salon A Nghiêm, Salon Trang Nhung ở Rạch Giá. Xin chúc mừng Salon Anh Tú đến từ Vĩnh Thuận, Salon đến từ chợ Vĩnh Thuận. Thưa quý vị, Salon Anh Tú, Salon đến từ Cần Thơ, Nguyễn Giàng. Xin mời những người vừa may mắn lên sân khấu để nhận từ ban tổ chức trong chương trình Bốc Thăm Trúng Thưởng 5 phần quà của 5 giải tư. Xin chúc mừng những phần quà vừa được nhận từ chương trình. Và bây giờ xin thưa quý vị, sẽ có những phần quà ngẫu nhiên, những phần quà đột xuất dành cho 4 vị tiền bối. Và anh Đương, CEO của HD Group, anh Đương CEO của HD Group sẽ trao 4 phần quà cho các vị vừa nói trên. Đưa này 2 phần anh dùng cho anh Tài. Nói trong mic luôn đi. Dạ vâng, Đương đây rất là hạnh phúc, thật sự là hạnh phúc đến những cái mà cảm xúc rất là nhiều, đặc biệt là có sự góp mặt của các tiền bối cũng như là toàn thể anh chị em Salon. Đương thì xuất thân cũng là may mắn là cũng được làm nghề tóc và sau đó là chuyển sang kinh doanh mỹ phẩm. Thực ra là cái quà Đương gửi đến các bậc tiền bối là một chiếc lược. Thực ra là hàm răng mái tóc là có con người à, mà cái lược là sao ạ, luôn đi trước cái kéo. Cũng muốn làm sao các bậc tiền bối luôn luôn truyền lửa và phát triển để cho theo dõi các con các cháu sau này phát triển hơn nữa. Xin trân trọng, cảm ơn ạ. Nói đi. Thì đó giờ cũng chưa bao giờ nói những cái dịp như thế này. Thì cũng trước chúc các bạn đồng nghiệp trước sau được sức khỏe dồi dào và sau đó là thành công dạng suy nghĩ muốn và chia sẻ những cái kinh nghiệm để cho thế hệ sau được cái tốt đẹp hơn. Và xin chúc được cái cảm ơn là HD Group đã đã tổ chức những buổi lễ hôm nay và để gắn bó được anh em đồng nghiệp của Kiên Giang và mãi mãi sẽ là ủng hộ của công ty. Anh xin cảm ơn. Cảm ơn. Thay mặt chương trình xin cảm ơn các vị. Mỗi người đi qua vui lòng bốc giùm cho một phiếu của giải ba. Thưa quý vị, giải ba để em sắp đều thùng phiếu lên ạ. Giải ba có 3 giải ba và sẵn có 3 vị tiền bối ở đây. Con nhờ 3 vị tiền bối mỗi người bốc dùng 1 phiếu. Cảm ơn. Xin mời người kế tiếp. Đưa tay lên giùm con luôn ạ. Dạ. Dạ. Xin mời người kế tiếp. Xin cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, giải ba có 3 giải ba. Mỗi giải là một máy xay tóc cao cấp. Chúc mừng Salon Tiền Nguyễn. Thưa quý vị, Salon Phong Vũ, Salon Nguyễn Công. Và mời các người vừa may mắn lên sân khấu để nhận 3 phần quà của 3 giải 3. Xin mời. Và lần này sẽ là giải nhì. Thưa quý vị, giải nhì chỉ có 1 giải nhì. Và giải nhì của chương trình đó chính là máy uống nóng Setin. Theo quy định của chương trình, ai còn ở lại thì chúng, ai ra về thì sẽ không trúng. Thưa quý vị, chúc mừng. Đây là giải nhì đã thuộc về Salon Thúy Hòa. Có số cuối điện thoại là
984 đã nhiều người kiểm tra và không thể nói sai được vì đó là đúng. 984 giải nhì của chương trình là một máy uống setting. Xin được chúc mừng và xin mời đại diện phía công ty. Xin mời anh Thắng, giám đốc kinh doanh sẽ lên trao giải nhì cho Salon Thúy Hoa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành giải nhất của chương trình là một chỉ vàng 4 số 9. Có khi những lúc chưa cần thiết chúng ta lại áp dụng quá nhiều, và có những khi đến lúc cần thiết, đúng thời gian, đúng thời điểm, chúng thực sự giá trị. Xin chúc mừng cho Salon Phong Vũ. Và số điện thoại của Phong Vũ là bao nhiêu? 022. Đọc đầy đủ vì giá trị cao rồi. 0938 433 022. Thưa quý vị, Salon Phong Vũ có số điện thoại là 0938 433 022. 433 022. Vũ chờ tí xíu. Dạ đúng rồi anh. Đó là Salon gì ạ? À, Phong Vũ. Dạ đúng anh ơi, 022 rồi. Rồi một bên kiểm tra rồi, vì giải có giá trị. Đúng là Salon Phong Vũ và 022 cuối. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Chúng mình không thể nói sai được. 100 người kiểm tra nó vẫn như vậy thôi. Xin chúc mừng Salon Phong Vũ. Một chỉ vàng 4 số 9 đã thuộc về Salon Phong Vũ. Xin mời Vũ lên đây, đứng đây. Và xin mời anh Thuận Đen, đại diện cho câu lạc bộ tóc 3 thế hệ, câu lạc bộ tóc Việt 3 thế hệ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, sẽ là người trao giải nhất của chương trình Một chỉ vàng 4 số 9. Truyền thông báo đài xin mời tập trung vào sân khấu để quay lại cái khoảnh khắc này. Cái này có không? Một chỉ vàng. Và lời nói đầu tiên xin cảm ơn là nhà phân phối Ngọc Vy, Ngọc Duy nha, đã cho Phong Vũ được một cái giải nhì quá tuyệt vời. Mà nãy Phong Vũ nói tôi á, nếu mà tối nay mà chúng giải nhì giải nhất không là dắt anh em đi chơi tới sáng. Anh em ơi, anh em ơi, 1 2 3. Hồi nãy ta có nghe em được giải nhì nhất là tới sáng overnight. Bây giờ cho mình nói về tiền bối của ngành Kiên Giang chút đi. Xin mời anh Chí à, anh Dũng à, thầy Hiệp à. Xin mời mấy thầy tiền bối của ngành cóc Kiên Giang bước lên đây chút xíu à. Thầy Hiệp ơi, thầy Chí. Xin mời anh Dũng. Xin mời mấy tiền bối của Kiên Giang chúng ta bước lên đây chút xíu để cho em nó nhận một cái phần thưởng đúng ý nghĩa và đúng giá trị. À, ngày hôm nay còn các tiền bối ngành cóc ở Kiên Giang đây thì cũng muốn là tri ân và câu lạc bộ cóc 3 thế hệ cũng như đại diện cho các tiền bối ngành cũng muốn xuống để chúc sức khỏe các thầy. Rồi bây giờ mời thầy, đầu tiên là thầy Dũng nói trước đi, thầy bốc thăm thì giờ thầy giao lại cho em nó, thầy cảm nhận như thế nào? Trước tiên là chúc mừng Phong Vũ. Thật ra muốn bắt một cái thăm mà mọi người trúng hết trơn á, chứ không phải có mình Vũ trúng á. Sao rồi thầy? Hả? Có ai buồn thầy không? Mọi người đều buồn, có mình Vũ không buồn. Rồi xin mời thầy chứ. Nói vài câu đi, bữa nay đi vô chương trình thấy sao? Chương trình này cũng trước mắt á, là mừng cho hai cháu mình Vũ Duy, đúng không? Thứ hai nữa là những người trúng thưởng. Có buồn cho mấy anh của mình thôi. Dạ dạ. Già rồi, không trúng thưởng mẹ vậy. Rút micro. Bây giờ thầy Hiệp nè. Nói vài câu đi. Nói câu thôi. Bây giờ, rồi không nói được phải không? Một lần nữa là đại diện câu lạc bộ 3 thế hệ ở Sài Gòn xuống chúc sức khỏe các thầy. Mong rằng các thầy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Ok em ạ. Nói chưa hết chừng có quy gô tôi. Nó là lần này là Phong Vũ trúng. Lần sau là mấy ai tới phiên mấy anh chị em ở đây. Nghĩa là thầy Dũng nói là đợt này Phong Vũ trúng, lần sau tới các anh chị em ở đây. Xin một chào phớt ai cho thầy Dũng à.
Thưa quý vị, Nina Bangi, một trong những DJ đến từ thành phố Hồ Chí Minh đang được gợi ý để bốc thăm cho giải đặc biệt, giải cao quý nhất, giá trị nhất của chương trình. Và đương nhiên tôi và Nina sẽ làm một cách công bằng nhất nếu có thể. Và chỉ chờ quý vị và các bạn đồng ý, chúng tôi sẽ nhờ Nina bốc, còn không đồng ý đổi người khác không sao hết. Nhưng mà tôi gợi ý là Nina không liên quan gì tới ở đây. Trong cả hội trường đông như thế này, Nina không quen, không biết một người nào ở đây hết. Thì những người như vậy bốc sẽ công bằng hơn là những người ở đây có quen biết. Dù không có phiếu nhưng mình có thể thấy cái chữ đó của em, của cháu, của thầy, của trò, cho nên cũng có cái vấn đề. Còn Nina ở đây, em có quen biết ai trong đây không? Dạ không. Thưa quý vị, đồng ý cho Nina bốc không? Rồi, cảm ơn quý vị. Đưa tay lên. Tay phải. Hai tay. Và Nina sẽ xốc đường thùng phiếu lên. Nina xốc xong, tới tôi xốc lại một lần nữa. Rồi Nina, Nina xốc lại một lần nữa. Em nữa. Không phải nữa. Đưa hai tay lên. Bây giờ bốc được chưa? Bây giờ tôi sẽ xốc lại một lần nữa. Và Nina không nhìn vào thùng phiếu, không nhìn ai hết, nhìn thẳng về phía trên. Và sẽ bốc một phiếu duy nhất. Phiếu này sẽ quyết định ai là người may mắn nhất trong chương trình hôm nay. Xin mời nhìn về phía trên và bốc một phiếu duy nhất. Cái điều quan trọng nhất là cái kết quả này, quý vị thấy là có hợp lý chưa? Nếu không hợp lý bỏ vô bốc lại. Ok chưa? Ok thì chúng thì mừng rồi, vui rồi. Nhưng không chúng cũng không trách chúng tôi được, bởi vì chúng tôi làm công bằng mọi thứ nhất nhất có thể. Quý vị cho là phiếu này chưa rõ ràng thì tôi sẽ bỏ vào bốc lại, còn nếu rõ ràng thì sẽ được mở phiếu. Bỏ bốc lại hay là mở? Mở phiếu. Cảm ơn Nina. Những đối thủ nặng ký đang vẫn là hai đối thủ hàng đầu, Phong Vũ và Thanh Nam. Tuy nhiên nói như vậy cũng không có nghĩa là những người còn lại không phải là những người không có cơ hội. Cơ hội duy nhất sẽ là cơ hội dành cho... Thưa quý vị, đúng là trong cuộc sống nó luôn là như vậy. Đến lúc cần thiết chúng phải chúng, và trước đó chưa cần thiết thì không cần phải chúng. Và đến khi cần chúng thì đã tới lúc phải chúc mừng cho Thanh Nam. Thanh Nam đã là người đầu tiên đến với giải khuyến khích và cũng là người cuối cùng đến với giải đặc biệt. Và số điện thoại đầy đủ của Thanh Nam là bao nhiêu? Đọc đầy đủ số điện thoại. 148. Đọc đầy đủ 10 số. 0918615148. Salon Thanh Nam. Thưa quý vị, có số điện thoại vừa đọc là 0918615148. Đúng hay sai? Đó. Dạ đúng. Đúng hay sai? Phong Vũ ơi, không chấp nhận sự thật này sao? Thưa quý vị, đây là tờ phiếu duy nhất để dành cho Thanh Nam. Camera ống kính quay rõ ràng. Thưa quý vị, Thanh Nam, số điện thoại là 0918615148 đã là người may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và chiếc xe Vision đã thuộc về Thanh Nam, một trong những người may mắn nhất của chương trình.